Hello 500 anh em, lâu rồi anh Bút không ra clip, cũng có nhiều bạn nhắn tin hỏi anh Bút là anh Bút ơi, sao anh không ra clip đi? Thì cũng nói thiệt với anh em luôn, là bữa giờ anh Bút đang rất là bất bình. Tại vì dính lùm xùm mấy cái vụ mà liên quan đến nhà ở anh em. Thì bên chủ nhà người ta làm khó làm dễ, người ta thấy mình buôn bán kinh doanh làm cá, người ta làm khó làm dễ, người ta không cho mình nuôi. Xong rồi người ta cũng kiếm chuyện để người ta tăng giá tiền nhà lên, nói chung là làm khó làm dễ á. Thì bữa giờ mình cũng có thỏa thuận này kia, nhà thì nói chung mình cũng đang xuống cấp anh em à, nhưng mà người ta lại muốn tăng giá tiền nhà lên tại vì người ta thấy mình có kinh doanh này kia, cho nên là sau khi mà mình thương thảo này kia không được thì mình cũng quyết định là mình trả nhà. Mà người ta cũng ác lắm, người ta bắt mình phải trả trong vòng 10 ngày, mà bữa giờ mình cũng thanh lý hết gần hết nhà mình rồi. Thì hiện tại á, là anh Mút cũng cũng còn một số cá, nhưng mà một số cá này chắc là Mút sẽ tặng cho anh em, cho nên là nếu như anh em nào mà ở quận 11 á, anh em liên hệ anh Mút nha. Hôm nay là ngày 9, thì ngày 9 với ngày 10 có 2 ngày để anh em có thể ghé anh Bút, anh Bút tặng cá cho anh em. Thì cái anh Bút còn một cái hồ cá rồng, con cá rồng á, thì con cá mà biết qua clip chị view của anh Bút á, thì Bút đã bán rẻ cho một cái bạn fan rồi. Thì bây giờ cái hồ cá đó nếu như anh em nào thích á, Bút sẽ để lại cho anh em cái giá cực kỳ đẹp, cộng với lại toàn bộ những cái vật liệu lọc, hoặc là hai cái đèn margin bộ lọc, rồi nói chung là cái hồ đó có gì là Bút sẽ tặng hết cho anh em. Nếu như anh em thích thì anh em có thể liên hệ anh Bút. Thì cái clip này để mình thông báo cho anh em luôn là sắp tới là mình sẽ nghỉ ra clip về cá một thời gian để mình ổn định lại chỗ mới, đã đến giờ mình vẫn chưa tìm được chỗ mới luôn anh em à. Tại vì chủ nhà họ lấy nhà lại trong vòng 3 ngày họ thông báo cho mình, nhưng mà bây giờ mình cãi lộn với họ cho nên giờ họ như kiểu không đuổi mình đi luôn vậy đó, cho nên là cũng hơi khó. Thì bây giờ nhà anh Bút thì cũng còn cá beta, một con ruồi common rất là to, nhưng con ruồi common này chắc anh Bút đem theo tại nói chung là cũng nhiều kỷ niệm cho nên là chắc đem theo. Còn cái hồ cá to thì nếu như anh em nào thích thì anh em hãy liên hệ anh Bút, Bút sẽ để rẻ cho anh em nha. Clip này sẽ không có cái ghép gì, Bút sẽ quay một lần thôi và Bút up lên để Bút nói lời chào tạm biệt với mấy bạn, và hẹn các bạn trong một ngày gần nhất anh Bút sẽ comeback.